Nam em muốn là bà tiên xanh xuất hiện trong phiên livestream giao lưu cùng người hâm mộ. Nam em tiếp tục phát ngôn gây chú ý, cô nàng thẳng thừng từ chối biệt danh cỏ bốn lá thay vào đó là biệt danh bà tiên xanh. Cụ thể, người đẹp trò chuyện cùng người hâm mộ như sau: gì vậy, chị cho em thêm cơ hội nha. Cỏ bốn lá làm kiểm duyệt viên cho chị rồi hả? Ừ, bây giờ chị thành bà tiên xanh rồi, đâu còn cỏ bốn lá nữa em. Được biết, cỏ bốn lá là tên gọi chung mà cộng đồng người hâm mộ nam em sử dụng trong thời gian qua. Phát ngôn của cô nàng nhanh chóng tạo nhiều luồng ý kiến trái chiều, điều này đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Khán giả cho rằng nam em đang muốn chối bỏ chính fan club của mình, chính nơi đây đã giúp đỡ và luôn đồng hành cùng cô trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Dù không cố ý nhưng lời nói này đã gây hiểu lầm khi đang trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay. Vì trước đó, nam em không tránh khỏi ồn ào vô ơn với khán giả gửi tặng hoa tiền. Cô nàng đã gây bất bình khi phát ngôn về người hâm mộ đã tặng tiền như sau: tôi ra nông nỗi như bây giờ là do mấy người bưng hoa lên tặng tôi đó. Người nào mà bưng hoa càng nhiều tiền là càng hãm hại tôi. Rút kinh nghiệm nha, sau này tôi có mở sân khấu hát, tôi không nhận bất cứ một món quà nào hết. Của cho là của nợ. Phát ngôn của nam em được cho là phũ phàng, khiến cho lượng lớn người hâm mộ quay xe, họ còn tuyên bố sẽ không ủng hộ idol nữa. Đáng chú ý, người đẹp còn bị lập hội nhóm anti-fan với số lượng thành viên rất lớn. Sự việc cao trào là khi một khán giả đã vào tận livestream và yêu cầu hoa khôi tắt tính năng nhận quà. Khi đó, nam em và chồng sắp cưới có màn tranh cãi quyết liệt với nữ khán giả ngay trên sóng livestream. Người đẹp còn đăng tải dòng trạng thái sau khi tranh cãi như một lời giải thích, giả sử bạn đặt mình vào nhân vật của câu chuyện. Người ta tặng bạn một bó hoa xong mình cho người ta cơ hội tiếp cận mình. Rồi mình xem người ta là ruột thịt nhưng người ta lại đâm mình sau lưng. Hủy hoại hết sự nghiệp, danh tiếng, đạo đức, nhân phẩm của mình. Xong người ta đòi lại bó hoa. Theo bạn, bạn có bình tĩnh được không nếu bạn là nhân vật trong câu chuyện này? Mới đây, người đẹp vô tư đáp trả những bình luận mà khán giả thắc mắc. Bỗng nhiên bị đồn thổi chuyện đang mang thai, bà xã Hữu Cường nhanh chóng lên tiếng đáp trả như sau. Nhỏ nào hỏi câu ngang ngược vậy? Tôi mới tới tháng mà bầu bì gì má? Ai mở miệng ra mà thúi ủm vậy? Động thái này của nam em ngay lập tức thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Sự việc này cho thấy phần nào tính cách thật của cô nàng. Bản tính vốn thẳng thắn, không ngại va chạm trước những bình luận ác ý từ anti-fan. Thế nhưng, việc thẳng tính, phát ngôn quá lời đã khiến nam em thiếu kiểm soát làm cho người khác không được hài lòng. Gần đây nhất, nam em có phát ngôn được cho là quá đáng với người hâm mộ đã tặng hoa và tiền. Cô nàng cho rằng những khán giả khi tặng hoa càng nhiều thì họ càng muốn hãm hại cô, mặc dù không nêu đích danh người được nói đến. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho kênh Việt Tin Nóng được biết nhé!